Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Thêm một lý do khẳng định dự phượng hành của Triều Lê Dịnh sẽ thắng đậm. Video đóng máy của dự phượng hành do Triều Lê Dịnh Lâm Văn Tân đóng chính đạt phá 30 triệu lượt xem. Mới đây, bộ phim Dự Phượng Hành với sự góp mặt của hai ngôi sao lớn là Triệu Lệ Dịnh và Lâm Canh Tân đã chính thức đóng máy sau gần 5 tháng ghi hình. Những hình ảnh trong ngày quay cuối cùng đã thu hút nhiều sự chú ý của khán giả trong và quốc tế. Bên cạnh những tương tác đáng yêu của cặp đôi chính và ekip làm phim, netizen đã không khỏi ngỡ ngàng khi biết được video ngày đóng máy Dự Phượng Hành đã phá 30 triệu lượt xem chỉ sau khoảng thời gian ít ỏi được đăng tải. Không những vậy, clip trên còn lọt hot search tới ngày 5 tháng 11 tại Trung Quốc. Điều này đã phần nào cho thấy sức hút của tác phẩm cổ trang được mong đợi nhất năm này. Phản ứng của khán giả: đang quay thì mong đóng máy rồi thì mong phim chiếu luôn, hóng Dự Phượng Hành quá đi. Đỉnh thật sự, một clip nhỏ thôi mà 30 triệu lượt xem, sức hút của Triều Lê Dịnh Lâm Canh Tân thật sự không đùa được đâu. Thành tích ấn tượng quá, phim này đảm bảo hot nhất năm sau rồi, mong là sẽ hay như sợ kiều truyện, cặp đôi chính định vậy mà. Dự Phượng Hành là bộ phim cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Đình Đám Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lê Dịnh thủ vai nữ tướng quân ma giới Thẩm Ly, vì muốn đạo hôn nên nàng đã trốn xuống trần gian. Tại đây, cô được hành trị Lâm Canh Tân cứu giúp, từ đó mối tình với nhiều diễn biến thú vị cũng không kém phần bất ngờ sẽ thực sự bắt đầu. Với diễn xuất ngày một tiến bộ và có nhiều kinh nghiệm đóng dòng phim cổ trang, nhiều khán giả kỳ vọng Dự Phượng Hành sẽ tiếp tục là bom tấn thành công mới của Triệu Lê Dịnh trong thời gian sắp tới. Bộ phim Dự Phượng Hành do Lâm Canh Tân và Triệu Lê Dịnh đóng chính hiện đã tiến hành đóng máy và dự kiến được phát sóng vào năm 2023. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.